cái món này là món quốc hồn quốc tí nha. Nói bạn máy mà tồi mấy máy được hỗ trợ bạn thế. Bảy đồng bạn không? Cô vậy hả? Hình như cô rất là quen nè, ở đâu Bình Thạnh phải không cô? Đúng rồi, Bình Thạnh. À. Đúng không? Mang đúng chủ rồi đó. À. Vô tình gặp gọi Thái. Mắm Thái nè, thấy không? Không phải là mắm Thái đấy. Cái quán chính của cô là ở đường gì quên rồi hả? 151 Vạn Kiếp. À, bây giờ chuyển về Vạn Kiếp hả? Vạn Kiếp muốn ai vẫn còn mà để cho em bán. À. Cô nhớ là hình như là cô có mướn mướn thợ bên Thái Lan gì đúng không? Thôi, cô ở nhà gia đình. Dạ. Yeah. Wow, cái chỗ này là cô ấy đủ đủ. Anh biết sao mà đúng cái phải bỏ cái vỏ chanh vô. Đúng không mình nói á. Dạ. Cái vỏ anh đâm làm sao mà cho nó ra cái hơi the the á. Cái vỏ the cho cái là đúng rồi. Yeah. Thơm. Chứ không phải là cái gì phải tự nhiên mà để cái vỏ chanh vô. Có lý do. Đừng quay chị, em cũng nhập lần này quay chị. Có cô này. Đúng không? Một phần như vậy bao nhiêu vậy? 50. Cái thơm mát nhát không? Ừ. Món này ở bên Thái Lan đọc tiếng Thái là gọi là gì? Som tam. Som tam hả? Som tam. Som tam. Cái này hình như là đậu phộng với tôm hả ta? Cái món này mấy bạn rất là thích. Cái này đu đủ mà cho mình nói là hay đẹp ta. Em biết nếu mình làm cà chua bên này thôi. Cà chua bi thơm hơn hả? À, cà chua nó thơm. Đây đây giá tiền. Ở đây mình băm mắm nữa chị. Băm mắm mắm Thái nè. Thấy có bán chị cho nó rất là đông mà giờ đi hội chợ nè. Quảng cáo. Quảng cáo. Vẫn bán bình thường em. Dạ. Từ từ đợi dẫn cái khuôn. Nước nè. Nè nấu gì đường hút nốt á. Dạ. Vẫn quay chị nha. Em nhớ là cái đợt em có xuống chỗ ở chùa Giang lần rồi. Ngon không đúng không? Ngon nhưng mà không phải ở đường Hoàng Kiếp. 342 Bình Đình 2. À. Sao không đi cho bạn khách? Bạn cá hả? À, là câu khách giờ đi. Nói chung mà mai vẫn mang cái chiếc người ta mời thì mình đi thôi. À. Cái này là ba khía này. Rồi là chua chua cay cay này ngồi coi. Rồi cứ bi nha các bạn. Kiểu cái này gọi là cái gì ta? Cái mà để đầm á. Cái cối. Cái cối chị thấy cái cối của Ti Thi không? Ti Thi nó còn học ở đó vậy. cùng thầy. Đó. Sửa làm thi cho mình. Dạ vậy hả? Dạ nổi tiếng nó muốn nói sao nói. Dạ. Là à. Chứ nó có một cái quán ở trên Sài Gòn Bình Dương này. Nhưng mà công nhận cái miệng nó có duyên. Buôn bán phải có duyên rồi. Không các bạn. Đây, à. Đây là hội chợ thành phố Giang ngay chỗ. Chỗ này là gọi là trung tâm hành chánh luôn các bạn. Mấy bữa ha. Mấy bữa nó không biết như là tới 26 á. Nó 26 mới hết á. Dạ. Yeah.
gia vị nó quá trời, gia vị của Thái Lan cũng đa dạng hết. Dạ nhiều, khá nhiều món ngon lắm. Trời ơi, cái món này món quốc hồn quốc tí Thái Lan mà mấy má ơi. Má gì họ chợ mà mắc. Tầm 700 bạc, lấy 3 ký không ngồi vô, quải vậy chứ. Món này bán chơi, chứ lúc mà chị đâu bán đâu. Dạ. Bữa nay 3 ký đó là không có nhập được. Nó không có làm khỏi lớn của mình nữa không? Dạ. Có phải xếp hàng không sư? Em cho em một phần 2 phần đi. 3 ký hả? Đợi em đi chị. Phần 3 ký mấy nội. Anh em bán con lại lên quán nha, mời lên quán em nhiều rồi. Lên quán rồi mực rồi. Rồi cho 2 phần 3 ký đi. Món con ăn đi em ăn về. Ủa em đem về nha. Ok, bạn em chị. Bà chủ này nổi tiếng lắm nha mọi người. Của em 2 phần chai nha. Ở trên đó hình như là có gì ghẹ sống đồ rồi. Dạ đúng rồi. Đợt em lên mang lặn rồi. Dạ nha, một phần nhỏ luôn chị. Rồi. Ở quán em nổi tiếng lắm đó chị. Ở Bình Thạnh. Bình Thạnh đi các bạn. Nó cay được. Ở đây xong rồi. Chị cay được đúng không? Rất cay. Rất okay. Cay luôn. Muốn thái là phải. Em là đừng có cay nha chị. Ai tới trước mà. Không em tới sau em bị em dặn gì đó. Em dặn đi lát chị lạc chị bỏ vô em ăn được. Rồi có ai đây 50 nè. Có 50. Rồi, chúc chị mua mê bán đắt nha. Em đã một nha, em đã một vòng á. Dạ. Dạ dạ. Giữ nguyên cái vị chị không thay đổi á. Cái đợt em lên đó là có mấy chị anh chị người người Thái làm luôn á. Dạ, dạng kiếp ở đâu? Dạng kiếp là Bình Thạnh. Sao không? Ai biết. Em sao giờ về Thái kẹt rồi bọn. Muốn qua đây làm giấy tờ cho là cái 60 triệu á. 60 triệu một người á nha. Mà đỡ giờ qua cũng qua cả thời hạn. À, gọi là bà chủ của gọi là quán gỏi món Thái Lan ở Sài Gòn xuống quậy ở Bình Dương á. Em về đó chị. Ờ. Nay hội chợ được có mấy ngày à? Muốn đậu đâu đậu à? Đâu có cái nhỏ người ta là chị lấy cái muỗng nhỏ ra chị thử em có vừa chưa thì cô ca em làm cho cô ca cho cái muỗng nhỏ lên vừa quá ngon luôn đúng không? Cái này hình như xếp bằng mấy thôi là nó đều dưới đã. Cái này nè. Xét bằng tay hả? Đây bằng tay. À hả? Có mấy bào riêng đó ta? Có mấy bào riêng. À. Ồ, có mắm Thái chữ Thái luôn luôn các bạn. À. Em làm lần hai phần cho chị luôn, để chị đợi lâu. Quá ngon nha mọi người. Thôi, chúc bà chị mua may bán đắt này. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ dạ. Muốn chào lên quán chị thì nhớ mặt mà. Dạ dạ. Cái gì mấy ký rồi. Đây là heo quay á anh. Heo rừng. Ồ, heo rừng hả? Dạ, heo rừng. Rừng hả? Là mình chọn cho mình ra kia nướng hả ta? Dạ đúng rồi. Bán sao vậy anh? Dạ, một miếng 40 ngàn bạn. À, một miếng 80 ngàn. Rất là ngon các bạn. Cái này ở Bình Dương, ở Dĩ An này có hội chợ lớn luôn. Không biết là cái vụ gì. Kết nối yêu thương. Bao ngon luôn các bạn. Rồi. Đúng rồi. Cái này là cái gì anh em nướng hả? Cái đó là món binh nướng Thái Lan. Món binh toàn là món món Thái luôn các bạn. Món Thái. Cái này là mực, mực ồ. Cái này là rau.
loại mực này các bạn. Tôm. Mọi người chọn ở đây. Ở đây có mấy miếng heo rừng, nhìn thấy đã không? Rồi. Mọi người qua đây nướng nè. Phong cách kiểu nằm ở ngay ngoài đường luôn, trước trung tâm hành chính của thành phố Giang nè các bạn. Sao đây mẹ? Sao muốn lên lên TV không? Lên TV không? Còn ha, hấp dẫn ha. Chỗ này là món ăn đường phố giống như món ăn đường phố Thái Lan nha các bạn. Cái này là heo rừng đúng không? Nhìn hấp dẫn các bạn. Em mua dạng cơm là hết sảy luôn. Hết sảy con mà bảy luôn. Đây kiểu như phong cách của món ăn của Thái Lan nha các bạn. Rất nhiều món luôn. Bên kia là cơm lam các kiểu. Nó ngon luôn mọi người. Hội chợ này hình như kéo dài được có mấy ngày à? 26 là hết rồi, bên đây là 22 nha mọi người. Này chúng mình BBQ rồi, nó gọi là bây giờ giống như mọi người đi tăng sở rồi á. Ra đông quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào một vòng nữa, rất là nhiều món rồi các bạn, chọn ở đây ra cái nước.